Pharisee đã yêu con người và Chúa kính đôi tay em đang nhảy bước sau lưng ai và một sự ngon ngào nghe nhẹ như từ đã chào anh muốn em đi còn chẳng mà nghĩ đi anh đã sợ bao nhiêu cơ hội nhưng thôi chỉ vì đã quá yêu em anh vẫn đẹp ngồi đợi bên ta em muốn nghĩ lại mình đã sai hãy ra ngoài buồn này cố gắng tự xóa nước mắt khi em không quay trở lại cần một phút riêng để cho em như cơ đã một lần nghe và từ đó ta nghe em và anh phải buông tha. Sợ từng câu yêu thương mong manh dù chẳng môi hôn những lời không chung, là vì tình yêu hai ta không chung. Câu trả lời anh nghe sao mà không nghe, câu trả lời em mà không nghe. Nên khi em nghe bài hát này, thì em lại nghe những lời đất nước em lại trên xuôi xa. Là vì em biết trong em anh đi làm việc ta, là vì yêu em anh nhìn thẳng anh nhìn trai hết rồi. Có lẽ anh cần thêm thời gian cho tình yêu nên em phải. Là vì anh nói một cái đã tốt hơn, là vì suy nghĩ của em nó đã quá trong chân. Là vì yêu em anh nhận ra nên từ nay đây có chỉ để thôi. Em không biết em chưa xem. Chỉ dù tôi ngủ mà sâu anh mắt chỉ thấy anh vẫn cười. Từ hứa rằng sau những cơn đau cắt sẽ sống vui tươi. Vì nếu anh có đã làm em hạnh phúc nhất cuộc đời, có lẽ người đó chỉ có thể là anh. Mà không bằng chọn cho em hạnh phúc thì vẫn là anh. Yeah. Tất nhiên anh cũng sẽ chọn cho mình con đường thẳng đỏ. Còn người thất bại sẽ không thể vượt qua điều thế thẳng đó. Anh chấp nhận vì mọi nỗ lực của anh là không thể chứng tỏ với em rằng chỉ có một mình anh là người sẽ giúp em vượt qua mọi nỗi lo. Nhưng không em ơi, một điều mong muốn bấy lâu anh không thể thực hiện. Giây phút cũng chỉ giúp anh viết lên lời nguyện biệt. Còn nghĩ thì tốt hơn, bạn gọi sẽ bồi trơn. Một điều thật giản đơn, em không còn yêu anh như mình trước thì tất nhiên. Người ta thường nói trong tình yêu chỉ có hai người yêu nhau chứ đâu phải là ba người. Hạnh phúc không thể bị người ta gọi anh là kẻ xấu số, hay là người gọi anh coi anh chỉ những người thất bại cũng có thể. Là vì em biết trong cô bao nhiêu là miền đài. Là vì yêu em anh yêu thương nên lên trái hết rồi. Có lẽ anh cần thêm thời gian cho tình yêu mình nhạt phai. Là vì em nói muốn nói đã tốt hơn. Là vì suy nghĩ của em nó đã quá chậm chệ. Là vì yêu em anh nhận ra nên dừng lại đến tôi chỉ để thôi. Anh không bao giờ đi chưa say anh yêu. Em đang dừng lại đây với bao đắng đau em tìm về. Đứng nghe câu chuyện khi nhà xin việc hay là nghe khi em đã là bài đó. Một ngày nghệ sĩ qua đêm. Và thật sự nhiều lúc anh nghĩ đã có thể là tâm em đang nghĩ lại. Nhưng đau thương không tên em luôn mang theo đến đây. Nhiều lần đã cho anh phải nghĩ suy mệt nhoài. Rồi biết đêm vô sau khi em bước đi để lại chút sự ấm dần. Chỉ còn là sự mong mây. Và đêm em bất ngờ. Nhưng sao anh không thấy chút trong mắt người rồi lại như chưa bắt đầu. Vì ai là vì em. Là vì em biết trong em anh nghĩ em hiện đại. Là vì yêu em anh nghĩ tâm nên lên trái hết rồi. Có lẽ cần thêm thời gian cho tình yêu đến nhà phai. Là vì em nói một cái đã tốt hơn. Là vì suy nghĩ của em nó đã quá chậm chạp. Là vì yêu em anh nhận ra